Vâng và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastke. Trên tay mình đây, đó chính là chiếc Xiaomi 14. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn test game là hai con game mà nhiều các bạn chơi nhất, đó chính là Genshin Impact cũng như Liên Quan Mobile, trong khoảng tầm từ 30 phút mỗi con game để xem là FPS liệu chúng ta có hoạt động ổn định hay không nhé. Cùng bắt đầu thôi. Rồi và đầu tiên nào, chúng ta sẽ đến với con game Genshin Impact. Bây giờ thì mình sẽ để đo FPS chính chủ của Xiaomi luôn để xem là liệu máy nó có hoạt động ổn định hay không nhé. Hiện tại thì khi mà mình được thấy vào Genshin Impact thì ngay lập tức FPS của chúng ta đã được đổi xuống là còn 60 FPS mà thôi. Và màn hình chỉ còn là khoảng tầm 60 FPS mà thôi, chứ không còn là 120 FPS như là khi chúng ta ở ngoài màn hình chính nữa. Và sau một hồi lâu mình vừa mới cập nhật thì nhiệt độ của máy hiện tại đã tăng lên khoảng tầm 38.3 độ rồi. Hiện tại thì nó đang bắt đầu tăng nhiệt độ khá là cao nha các bạn. Và hiện tại thì màn hình nó đã đẩy xuống, giảm xuống còn là 60 hẹp mà thôi. Mức dung lượng RAM mà đã tiêu thụ khoảng tầm 6.8GB. Và độ phân giải màn hình sẽ đạt mặc định ở mức 1200x2506. Ok, và như các bạn có thể thấy thì hiện tại con chip Snapdragon 8 Gen 3 thì nó cũng sẽ mất một khoảng thời gian khá là nhiều để có thể làm quen được với tựa game này. Đấy, nó có drop FPS rồi này, với cái mức là khoảng 57, sau đó chùi sụt xuống còn khoảng 4 mấy mà thôi. Mình sẽ đi qua bắt đầu chơi thử ở cái map mới nhất để xem là liệu nó có ổn hay không nhá. Nhiều người thì vẫn cứ nói con chip Snapdragon 8 Gen 3 sẽ rất là mạnh, tuy nhiên thì cũng không hẳn là như vậy đâu. Nhiệt độ hiện tại đang là khoảng 38.7 độ rồi, đang bắt đầu dần tăng lên. Ok, chúng ta sẽ lướt qua một chút về phần thông số khi mà để vào game. Hiện tại mình đã để ở mức tự thiết lập và toàn bộ đều là mới nhất nha các bạn, đều là cao nhất. Mình sẽ để ở mức cực cao này. Và FPS mình sẽ để là 60 luôn. Đó, toàn bộ mình đã bật lên hết nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào game chơi thử. Khá là mượt nhá. Nhiệt độ thì đang bắt đầu tăng lên khá là cao rồi, 39.4 độ rồi. Ngày trước thì là 38 độ, thì bây giờ đã là 39.4 độ rồi. Mình thử đi đánh quái thử xem nào. Sau khoảng tầm 10 đến 15 phút, nếu máy không ổn định thì mình sẽ giảm xuống là mức cấu hình tầm trung thôi nhá. Sau đó là đo tiếp để xem là liệu nhiệt độ này và cũng như là cái màn hình của chúng ta liệu nó có giữ được FPS tốt hay không, con chip của chúng ta. Con chip 8 Gen 3 thì cũng khá là khó để có thể cân được cái tựa game Genshin Impact này. Nếu mà chúng ta để đồ họa cao nhất và combat khá là nhiều thì cũng không thể nào mà mượt được đâu các bạn. Có chăng thì khi mà lát nữa mình lắp quạt tản nhiệt vào, sau đó thì chúng ta sẽ đo lại thử xem như thế nào nhé. Nói chung FPS đang là 60 này, tuy nhiên có lúc sẽ bị giảm xuống khá là nhiều. Lúc chạy ngoài map thì nó lại khá là ổn định nhé. Và nhiệt độ hiện tại đang tăng lên là 42.3 độ rồi. Mình đã bấm giờ thì đã hơn 4 phút rồi nha các bạn. Kể từ lúc mình vào game nữa thì khoảng hơn 4 phút rồi. Khoảng tầm 5 phút thì mình sẽ đo để xem là liệu FPS hiện tại của chúng ta đã là bao nhiêu nhá. Những lúc mà chuyển cảnh thì mình sẽ bỏ qua nhá, vì những cái lúc đó thì FPS chắc chắn nó sẽ bị sụt xuống khá là sâu rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với nhiệm vụ tiếp theo nào. Đó, chạy map thì nó loanh quanh đâu đó khoảng 56, 57, sau đó sụt xuống còn 46 rồi các bạn. Và nhiệt độ thì đang giữ ở mức 42.5 độ. Có vẻ như là nhiệt độ sẽ không tăng lên quá nhiều. Tuy nhiên đó thì mức RAM lại bị giảm xuống này, còn khoảng tầm 6GB RAM thôi. Những cái lúc mà nói chuyện như này thì chắc chắn là nó sẽ FPS sẽ ổn định thôi. Bây giờ thì nhiệt độ đã lên 43.1 độ rồi. Rồi, bây giờ thì xuống nước nào. Để xem liệu nó có ổn hay không. Con chip Snapdragon 8 Gen 3 công nhận trên cái chiếc Xiaomi 14 này thì nó vẫn sẽ rất là nóng nhá. Mình bắt đầu cảm nhận thấy độ nóng rồi. Nhiệt độ bây giờ đang là 43.3 độ rồi. Điểm nóng nhất thì mình cứ để khoảng tầm 40-41 độ đi. Về phần mặt sau nào. Ở phần phía sau thì phần nóng nhất đó chính là trên cụm camera này. Như hôm trước thì mình cũng đã mổ bụng cái chiếc máy này. Và các bạn có thể thấy là bên trong con chip sẽ nằm ở phía bên này đây. Và đối với bên trong chiếc máy thì hiện tại máy đang báo là bên trong con chip là 43.6 độ. Như vậy là một cái mức nhiệt độ khá là cao đấy chứ. Không cần những phần mềm mà quá chuyên nghiệp thì hiện tại
mình cũng đã thấy được rằng là FPS nó đã bị fix ở khoảng 45 FPS rồi, không thể nào lên 60 được nữa. Và nhiệt độ đang có xu hướng giảm là 43,5 độ, đang giảm xuống 43,2 độ nha các bạn. Ok, và như vậy thì chúng ta đã có một cái mức FPS nó bị cố định và nhiệt độ đã được cố định rồi. Ồ, và khi mà nhiệt độ nó đã được giảm xuống thì chúng ta có thể thấy được rằng là combat thì nó cũng sẽ hơi giật nhá. Giật xuống 36 độ thôi, 36 FPS thôi. Còn mức nhiệt độ là đang lên lại rồi, 43,5 độ. Ok, 43,7 độ. Và FPS đang có xu hướng giảm sâu hơn nữa nha các bạn. Cái này thì chắc là mình sẽ không giảm cấu hình xuống nữa đâu, mà mình sẽ test thử xem là em nó khi mà lắp quạt tản nhiệt thì chúng ta liệu cái FPS có mức ổn định hay không nhá. Mình sẽ chờ đủ 10 phút luôn, sau đó thì chuyển qua đến bài test thứ hai khi mà lắp quạt tản nhiệt chơi Genshin Impact. Vắt kiệt con chip Snapdragon 8 Gen 3 với tựa game này. Phải công nhận với các bạn rằng là chơi nếu mà đi ngoài map mà đánh nhau này thì khá là giật nhá. Và rất là nóng máy luôn, 43.5 độ. Hàng loạt các hiệu ứng thì có vẻ như con máy này đang tỏ ra hơi đuối. Một chọc nữa thôi. Ok, bây giờ FPS đang bị thấp xuống khá là sâu rồi, chỉ còn 33, 31 FPS mà thôi. Và nhiệt độ cũng đang cao lên rất là nhiều, 43,7 độ. Ok, để hardcore hơn thì mình sẽ bắt đầu vào thử La Hoàn đi. 37 FPS. Nhiệt độ thì là đang 43,1 độ. Và trong đây thì có thể như là nó không phải tải những cái bản đồ nên có vẻ như là cũng sẽ không có quá nặng. Tuy nhiên thì hiệu ứng xảy ra liên tục thì cũng sẽ bù đắp lại phần nào. Không phải tải map thì chúng ta vẫn phải có hiệu ứng liên tục như vậy đây. Hiện thì FPS đang khi mà qua chuyển cảnh ấy, thì nó sẽ hơi sụp một chút. Ok, và đây chính là cái mức nhiệt độ sau khi mà chúng ta đã chơi khoảng tầm 12 phút nha các bạn. 30 FPS, 35 FPS thôi. Không mượt đâu, không quá mượt đâu các bạn. Với nhiệt độ bên trong chiếc máy thì vẫn sẽ là đang khoảng 43,5 độ. Và máy cũng đang có xu hướng là phải bóp FPS khá là nhiều. Máy đang phải bóp FPS cực kỳ nhiều nha các bạn. Không hề mượt đâu. Nhưng nhìn chung đối với một con chip mà hiệu năng cao như con chip Snapdragon 8 Gen 3 thì bất kỳ tựa game nào chúng ta cũng phải cân nhắc về việc lắp quạt tản nhiệt thôi. Còn nếu chơi không như này thì sẽ có một cái mức FPS không được ổn định và nó thường xuyên là bị tụt nhá. Mặc dù là nó không quá drop đâu nhưng mà nó sẽ bị tụt khá nhiều. Khoảng 15 phút chơi game để xem là nhiệt độ bên ngoài như nào nhé. Vẫn như vậy thôi, chúng ta vẫn sẽ có mức nhiệt độ là 41 độ. Như vậy thì năm nay Xiaomi họ đã đúng nhé. Họ đã nói rằng là với cái nhiệt độ chơi game sau khoảng 15 phút vẫn sẽ là một cái mức nhiệt độ khá là ổn định, loanh quanh 41 độ. Nhưng họ không nói được rằng là cái mức FPS sẽ loanh quanh đâu đó khoảng 58-60. Điều này là không phải nhé. Đó, nói chung là ai nói gì thì nói. Tuy nhiên thì mình đang trải nghiệm thực tế. Và thực sự thì con máy này nó không mát như ở trên lời đồn đâu. Ở nhiệt độ đặt mặt sau thì cũng sẽ loanh quanh đâu đó khoảng 41. Còn trên điện thoại của chúng ta thì sao nào? Hiện tại nó vẫn đang khoảng hiển thị là 42,9 độ. Chúng ta sẽ tiếp tục chơi loanh quanh đâu đó khoảng 43. Đó, 43 độ rồi này. Sau khoảng 21 phút chơi game thì hiện tại bên mình sẽ đo lại này. Mức nhiệt độ hiện tại đang là khoảng tầm 41,5 độ, 41,7 độ. Như vậy thì nhiệt độ nó không tăng quá mức cho phép của Xiaomi rồi. Và bên trong phần mềm thì nó đang đo là khoảng 42,9 độ. FPS đang giữ khoảng đâu đó 37-36 FPS. Và bây giờ thì mình sẽ lắp quạt tản nhiệt để xem là chiếc máy của chúng ta liệu chơi game nó có được ổn định hay không. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi khoảng 10 phút gắn quạt tản nhiệt. Trong 10 phút này thì
bên mình sẽ không đợi cho máy giảm nhiệt hoàn toàn, mà mình sẽ vừa chơi và vừa cảm nhận xem là FPS liệu là nó có tăng lên nhanh chóng hay không. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi nhé. Mức nhiệt độ đang là 42,4 độ rồi. Đã giảm thấy rõ rồi nha các bạn. 41,8 độ, giảm khá nhiều rồi đấy. Và FPS đang giữ ở mức 45 FPS thôi. Con chip đã không còn bóp hiệu năng nữa. Khi mà nhiệt độ đã được mát lên thì con chip đã tỏ ra rất là ổn định. Rồi hiệu ứng này, hiệu ứng bung tỏa các kiểu nào. Mức nhiệt độ đã giảm xuống còn 41 độ thôi. Để xem là liệu khi mà gắn quạt tản nhiệt khoảng 10 phút thì chúng ta sẽ có một cái mức nhiệt độ bao nhiêu nhé. Hiện tại thì khi mà các bạn có thể thấy nhiệt độ của mình đang giảm xuống còn khoảng 39.9 độ thôi. Và FPS cũng đang mức ở khoảng 45 FPS. Và có một cái lưu ý là khi các bạn đang gắn quạt tản nhiệt thì cái phần mặt sau của chiếc máy này có một cái cụm camera rất là bự, nên chúng ta sẽ phải lưu ý nhé. Những cái quạt tản nhiệt không thể nào mà tiếp xúc hẳn đến cái phần chip của chúng ta đâu, mà chỉ có thể tiếp xúc ở phần giữa của chiếc máy mà thôi. Đến số 30 là chúng ta đã có thể biết được là mức FPS hiện tại liệu nó có đủ lên 60 FPS hay không khi mà chúng ta gắn quạt tản nhiệt. Rồi, và như vậy thì sau khi mà mình đã xem xét cái mức nhiệt độ ấy, nó xuống khoảng tầm 36,7 hoặc là 36-37 độ, là như vậy FPS nó đã ngay lập tức tăng lên khoảng 60 cho đến 62 FPS nha các bạn. Và nếu mà các bạn có quạt tản nhiệt xịn xịn một chút và giữ ở cái mức nhiệt độ khoảng 36-37 độ như này thì chúng ta sẽ có một cái chiếc máy chơi game khá là ổn đấy. Nếu mà có sụt FPS thì cũng đâu đó khoảng tầm sụt xuống 56 FPS mà thôi, không có sụt quá nhiều đâu. Bây giờ thì mình sẽ đánh lại boss một lần nữa để xem. Ok, và đây chính là sức mạnh của con chip Snapdragon 8 Gen 3 sau khi đã được bùng hết toàn bộ. Và các bạn cần lưu ý là sẽ cần một cái quạt tản nhiệt xịn xịn một chút nhá. Còn quạt tản nhiệt mà chúng ta không thể nào mà giảm sâu được thì chắc chắn là FPS sẽ không được như mình đang làm bài test trên tay đây đâu. Sau khi quá trình combat thì mình cũng sẽ đo lại cho các bạn xem là nhiệt độ bên ngoài của chiếc máy chúng ta sẽ như thế nào nhá. Ok, và đây chính là nhiệt độ bên trong chiếc máy là 37,5 độ. Và mức FPS vẫn không hề bị tụt quá nhiều. Còn đây chính là nhiệt độ bên ngoài, để xem nào. Hiện tại thì nhiệt độ bên ngoài chúng ta đang là khoảng tầm 36,7 độ, 36,5 độ. Như vậy thì cái phần mềm của chúng ta đo khá là chính xác nhá. Sau một cái màn hình thì chắc chắn là nhiệt độ nó cũng sẽ được giảm đi khoảng tầm 1 độ rồi. Về phần mặt sau của chiếc máy này nào, thì hiện tại với cái phần cụm camera là phần nóng nhất, thì bên mình hiện tại đang xem thử nào. Nó đang đâu đó khoảng tầm 36-37 độ. Rồi, và như vậy trên đây là toàn bộ quá trình mà mình đã test game cái chiếc điện thoại Xiaomi 14 này. Mình sẽ bỏ cái tựa game liên quan đi, vì thực sự là tựa game Genshin Impact nó cũng đã tiêu tốn của chúng ta rất là nhiều cái hiệu năng của con chip này rồi. Có liên quan thì hầu hết là khi mà chơi thì mình cũng đã chơi thử rồi, thực sự rất là mượt thôi, không có bất kỳ một cái khó khăn gì liên quan đến con chip này đâu. Chỉ có tựa game Genshin Impact là có khó khăn trong quá trình chúng ta chơi mà không có quạt tản nhiệt mà thôi. Còn nếu mà chúng ta có quạt tản nhiệt thì đảm bảo với các bạn rằng là chiếc máy của chúng ta sẽ chơi rất là ổn định nhé. Rồi, và trên đây là toàn bộ những chia sẻ của mình. Nếu các bạn thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastcare. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.